nghệ sĩ thương tiếc, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo. Do tuổi cao sức yếu, nhạc sư đã qua đời ở tuổi 104 tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tiến sĩ lịch sử văn hóa Lê Hồng Phước, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nhạc sư gắn bó với cổ nhạc gần trọn trăm năm. Ông trải nghiệm đầy đủ những thịnh suy của đơn ca tài tử Nam Bộ và nghệ thuật cải lương từ thuở mới hình thành. Nhạc sư là bạn thân của những cây đại thụ trong làng âm nhạc và nghiên cứu văn hóa Việt Nam như giáo sư Trần Văn Khê, nhạc sư Phạm Duy, giáo sư Tô Vũ, học giả Vương Hồng Sển. Ông cũng là bạn cùng thời của nhiều nhạc sư trứ danh như Sáu Tẩn, Từ Huyền, Chính Trích, Năm Cơ, Bảy Bá, Văn Vĩ. Nhạc sư Vĩnh Bảo đã tỉ mỉ ghi chép được danh sách trên 200 nhạc sĩ cổ nhạc Nam Bộ mà ông từng tiếp xúc từ năm 1925. Theo tiến sĩ Lê Hồng Phước, thế hệ ngày nay nếu muốn trực tiếp thưởng thức cái đặc sắc của cổ nhạc miền Nam của thời kỳ đầu thì đến với nhạc sư Vĩnh Bảo. Nhạc sư Trần Văn Khê xem nhạc sư Vĩnh Bảo là hậu tổ của đờn ca tài tử Nam Bộ. Năm 2018, nhạc sư tặng toàn bộ tài liệu ông sưu Tâm, biên soạn hơn 90 năm cho tỉnh Đồng Tháp và trở về sống những ngày cuối đời tại quê hương. Hơn 100 tuổi nhưng nhạc sư Vũ Miệt Mài giảng dạy cổ nhạc trực tiếp hoặc qua Internet, đón tiếp nhiều nhà nghiên cứu văn hóa và âm nhạc, đơn ca tài tử của các thế hệ tiếp nối như nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân, nghệ sĩ ưu tú Văn Hai, nghệ sĩ ưu tú Tiến sĩ Hải Phượng.